Người vợ heo nhập. Nay mẹ bán đợt cà quả vừa to vừa ngon, một loáng đã hết, nên mẹ mua nhiều đồ ăn cho con ăn ngon hơn đó. Bà Nga có ở nhà không? Ra đây tôi gặp một chút. Bác Tư, có chuyện gì vậy ạ? Mời bác vào trong này. Thôi khỏi, cô xem thế nào. Con trai cô á, nó đánh con trai của tôi tím bầm dập hết cả mặt rồi đây nè. Xin phép chị để tôi hỏi lại cháu cho rõ ngọn ngành câu chuyện, rồi tối nay tôi sẽ đưa cháu qua thưa chuyện với anh chị sao? Nào, nói cho mẹ nghe, tại sao con đánh bạn? Nói đầu đuôi cho mẹ nghe đi. Thằng không có bố kìa chúng mày ơi. Chúng mày nói ai là không có bố hả? Leo leo, leo leo, xem thằng không có bố đang nổi giận kìa chúng mày. Này thì không có bố này. Mẹ nghiêm túc nói với con một lần nữa. Từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được phép động tay động chân nghe chưa? Không, con sẽ không bao giờ hiện như mẹ. Con không nghe theo mẹ được. Con à, con mà không từ bỏ tính này, con không nên người được đâu con. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ chẳng lớn hơn nguyên nhân hả con? Nhiều năm sau. Năm nào cũng vậy, sao mẹ chẳng một lần đến thăm mình, cũng chẳng một lần nhắn nhủ. Mỗi mùa đông, tất cả những gì mình nhận được cũng chỉ là một đôi găng tay. Thiện, bình tĩnh con. Chuyện đâu còn có đó, mẹ cấm con không được đánh chú ấy. Không được. Đây là lần thứ hai con nhìn thấy lão ta vào vườn gà nhà mình rồi. Không ăn trộm thì làm gì chứ? Tụi cho ông biết thế nào là thách thức nè. Trời ơi, Thiện ơi, con đã làm gì thế này? Bác ơi bác có làm sao không? Trời ơi, con không mau đi gọi người đến giúp đi, con còn đứng ra đó làm gì? Nhưng mà con. Một thời gian sau. Trời ơi, Thiện, thời gian qua con đã đi đâu? Mẹ à, mẹ cho con ít tiền đi, con phải trốn khỏi đây, nếu không con sẽ bị bỏ tù đấy. Không được, con định trốn đến bao giờ? Nghe mẹ đi. Mẹ bỏ con ra, con thà trốn chui trốn lũi còn hơn bị bắt. Anh Thiện, anh đã bị bắt. Mẹ, tại sao công an lại ở đây? Mẹ xin lỗi con, chỉ vài năm thôi con à, rồi sau này con sẽ hiểu lòng của mẹ. Mình sẽ không bao giờ về nhà nữa, để cho suốt cuộc đời này mẹ sẽ phải ân hận vì những điều mẹ đã làm với mình. Thôi, lúc đói này thì còn cần gì thể diện nữa chứ. Ơ này nè, ôi cháu ơi, đừng có ăn, bánh bẩn rồi. Cô cho cháu cái khác nè. Ơ, Thiện, là cháu sao? Cháu về hồi nào vậy? Sao không về nhà lại lang thang ở đây? Cô Hân, cháu... Cháu ơi, cháu về thăm mẹ ngay đi. Mẹ cháu ốm nặng lắm rồi đó. Mẹ cháu ư? Về nhà rồi nói cháu. Đi, để cô dọn hàng, cô đưa cháu về ha. Mẹ... Thiện, con... Về... Nhưng sao lại đến nông nỗi này hả mẹ? Từ khi cháu đi, mẹ cháu đã phải làm việc nặng nhọc quần quật suốt ngày đêm để dành tiền đền bù cho người bị hại. Mong người ta rút đơn giảm án cho cháu. Chẳng may bà ta bị tai biến cháu ơi. Mẹ cháu nằm liệt giường cũng hơn một năm nay rồi. Trời ơi, con đã hại mẹ rồi. Mẹ ơi, con chính là đứa con bất hiếu. Găng tay của Thiện. Đây chính là đôi găng tay theo hình bông hoa cà mẹ cháu đang may gian dở để gửi cho cháu vào mùa đông cuối cùng cháu ở trong tù. Khi mẹ cháu đang thì xảy ra chuyện. Bà yếu quá, không đang được nữa. Hoa cà sao ạ? Đôi găng tay nào
mẹ cũng may một bông hoa cà ở cổ tay để nhắc nhở con về lỗi lầm ở vườn cà năm xưa. Mẹ muốn con nhớ về lỗi lầm ấy và đừng bao giờ để đôi tay mình vấy bẩn thêm một lần nào nữa. Con đã vô tâm không để ý. Sự giận dữ đã làm lu mờ đi tất cả mọi thứ trong mắt con rồi, mẹ ơi. Đổi đời. Nhất anh nhé, quả này đúng là trời thương, trúng đậm, đúng là lộc thật. Từ nay phải đổi tên thành Lộc Phát, Lộc Đại Gia thôi. Quả là trời thương, nhưng người ta còn ăn nhau ở chỗ biết tính toán nữa. Thấy cái xe bị tai nạn biển số 61, tao đánh luôn. Thế là... Ê, suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chẳng báo. Anh làm gì thế? Còn làm gì nữa? Anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, cứ lóc cóc mấy cái đồng lương công chức thì bao giờ mới khấm khá lên được. Đã thế đi làm về, lại cứ chúi vào cái đống báo này, tìm tòi với chả nghiên cứu. Theo anh mà học làm ăn, mới mong có ngày khá lên được. Làm ăn kiểu gì, chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê mà ở đấy. Này, anh nói cho chú mày mở mắt ra, có học cũng không dễ đâu. Nghệ thuật cả đấy. Mày không thấy cả cái làng này chỉ có anh mày là có xe máy nổ phành phạch, điện thoại di động mới cứng à? Nhưng làm ăn kiểu ấy em không thích. Rõ ngu, thân lừa. Đại ca, hôm nay có số nào hay hay mách bọn em với, cho em xin tí lộc của đại ca đi. Đêm qua anh nằm mơ. Anh mày mà đã nằm mơ thì khỏi nói. Chỉ có chuẩn hôm nay anh dồn một mẻ lớn, thắng quả này thì khỏi bàn. Lên đời ô tô là cái chắc. Ồ, hay quá. Cho bọn em theo với. Được, ngồi chờ lát có kết quả. Tính toán chuẩn thế rồi, sao lại trượt liên tục chứ? Nhẵn túi rồi. Đại ca, nhà em có việc gấp, em xin phép về trước. Mụ vợ em cũng đang réo ầm ĩ, em xin phép. Thế về hết à? Sao lại trượt liên tục chứ? Bà Tám ơi, cho chai nữa đi. Thôi, về nhà nghỉ đi chú. Chú xài quá rồi, chú nhìn lại mình đi. Đấy chú xem, lúc có tiền thì anh em ngọt sớt, lúc trắng tay có ai ở với mình đâu. Mai này tìm lấy việc gì chân chính mà làm, chứ xung quanh toàn người lừa lọc lợi dụng thì... Ai xách báo cũ đi? Ai xách báo cũ đi? Suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chẳng báo. Không ngờ đời mình lại có lúc thế này. Này, vào đây. Đấy, phân từng loại ra rồi cân lên. Đừng có mà cân điêu đấy. Vâng. Làm ăn kiểu gì, chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê mà ở đấy. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.